Cha Du Sa Nguyễn Tân Tước, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1958, tại xã Chánh Hiệp, quần Châu Thành, nay là phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thuộc giáo sứ Mỹ Hảo, giáo phần Phú Cường. Ngày 4 tháng 4 năm 1991, Ngài được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Phú Cường. Ngày 11 tháng 7 năm 2006, Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm mục vụ, giáo phần Phú Cường. Ngày 14 tháng 3 năm 2011, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Bộ nhiệm ngài làm giảm mục phó, giáo phần Phú Cường. Ngày 30 tháng 6 năm 2012, ngài kể vì chức vụ giảm mục chính tòa, giáo phần Phú Cường. Ngài từng đảm nhận chức chủ tịch Ủy ban truyền thông xã hội thuộc Hội đồng giảm mục Việt Nam trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2013 đến năm 2016, từ năm 2016 đến năm 2019 từ năm 2019 đến năm 2022 và từ năm 2022 đến năm 2025.